Với tổng diện tích là 700m² và hiện trạng là đất cây lâu năm, thửa đất có phần mặt tiền tiếp giáp với đường tỉnh 864 là 10m và chiều dài vô là 70m, hướng chính là hướng nam. Và gia chủ rao bán với giá là 280 triệu đồng cho 1m ngang, tức là 10m là 2 tỷ 800 triệu đồng. Thửa đất thuộc xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý vị. Mến chào quý vị cô chú và anh chị, và lời đầu tiên thì em xin chân thành cảm ơn quý vị cô chú và anh chị đã xem và đã đăng ký ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian qua. Em xin kính chúc quý vị cô chú và anh chị sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và làm ăn phát tài phát đạt nha. Dạ, vừa rồi chính là thông tin thửa đất cần rao bán. Kính thưa quý vị, thì hiện tại trên tuyến đường tỉnh 864 trên địa bàn thuộc xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đang có một cái thửa đất tách thửa rao bán. Cái chiều ngang đó là 10m và chiều dài vô là lên đến 70m luôn. Nó theo như trên màn hình thì em mô phỏng cho quý vị cô chú và anh chị xem bằng live cam ha. Thửa đất này hiện tại cũng là hơn một công đất, gia chủ đang cầm ngân hàng và bây giờ là không có khả năng chi trả nên là cắt ra 10m chiều ngang và chiều dài là 70m để rao bán ha. Và giá gia chủ rao bán là chỉ có 280 triệu đồng cho 1m ngang thôi. Thửa đất này lên đến là chiều sâu là 70m, đó gia chủ báo là 70m. Kính thưa quý vị, ở đằng trước thì có căn nhà nhỏ nhỏ người ta đang cho thuê nên em không có quay video phần mặt đất luôn, thì em sẽ quay bằng live cam cho thật là kỹ cho quý vị cô chú và anh chị chúng ta xem, tại vì góc nhìn từ live cam thì nó sẽ đẹp hơn và nó dễ hình dung hơn. Đó, nó cái phần mà có những cái cục tròn tròn đó là những cái chậu người ta trồng mai á. Đó là cái phần clip vườn, thì vườn này sạch rồi ha, chủ đang trồng mai để bán nè, mai chiếu thủy đó, là người ta trồng chậu để bán đó. Ở đằng sau thì ra tới cái phần hàng rào lưới B40 sao luôn. Thửa đất này là một cái thửa đất là hơn một công đất, nó người ta cầm ngân hàng rồi, nhưng mà cô á, nói thật cô thì rất là, cô cũng đã lớn tuổi rồi nên là làm á không có đủ cái tiền để trả trong ngân hàng đó, chỉ sống hàng ngày nhờ người chồng qua những cái cây mai đó thôi đó. Nên là bây giờ chủ quyết định á, cô quyết định là cắt ra 10m ngang bán với giá 280 triệu đồng 1m ngang, cái chiều dài lên đến 70m lận. Kính thưa quý vị, quý vị cô chú và anh chị đừng có so sánh giá, ví dụ như chỗ này sao là 280, chỗ kia 300 mấy, chỗ kia là 200 mấy, nó tùy vào cái vị trí với lại là tùy vào cái chiều dài của thửa đất nữa đó. Thì nếu mà chúng ta thấy thích hợp á, thì chúng ta cứ gọi điện thoại lên số điện thoại trên màn hình, em sẽ hướng dẫn quý vị cô chú và anh chị chúng ta xem đất và gặp trực tiếp chính chủ chúng ta thương lượng luôn. Thửa đất này cũng là đất lâu đời rồi, từ xưa tới giờ rồi. Một chủ ha là chưa qua kinh doanh luôn, chưa qua kinh doanh bao giờ đó, nên giá chúng ta cũng còn được giá tốt, chúng ta có thể thương lượng gặp trực tiếp chủ chúng ta thương lượng, có thể là thương lượng được nhiều ấy, tại vì cô đang kẹt tiền mà vay ngân hàng, thì số tiền vay ngân hàng hiện tại là 400 triệu đồng. 400 triệu đồng, cái tỷ khoản tiền cọc có thể là khoảng 400 triệu để cô lấy cái sổ ra rồi cho mọi người sẽ làm cái hồ sơ đo đạc tách thửa rồi sau đó mới ra công chứng đó. Thì vị trí này thì nhà ở thì rất là khang trang, rất là nhiều rồi, kho xưởng rất là nhiều luôn. Vị trí này hồi xưa giờ là kinh doanh mua bán trái cây ha, kho dựa đậu đây rất là nhộn nhịp. Từ đây chúng ta đi về Sài Gòn, là khoảng 75 cây số thôi, khoảng 75 cây số, và chúng ta về Mỹ Tho khoảng gần 23 cây số à. Đó, về Mỹ Tho khoảng 23 cây số, về thị xã Cai Lậy khoảng 15 cây số, và chúng ta đi về lại ngay cầu Ngũ Hiệp á, cách khoảng 2 cây số nữa. Trên màn hình thì thể hiện thửa đất vườn, nhìn chung á cái khu vực này đất vườn thì nó bằng với nhau hết luôn, nó thấp hơn cái lộ nhựa đằng trước một ít đó. Thì vườn nào cũng vậy, chỗ nào cũng vậy thôi. Chúng ta làm kho xưởng thì có thể là chúng ta san lấp mặt bằng, chúng ta bơm cát lên, xây xung quanh là chúng ta bơm cát vô. Đó, làm kho xưởng thì thửa đất này làm kho xưởng thì hết bài rồi, chiều ngang 10, chiều dài 70 thì cũng tuyệt vời. Và chúng ta cất nhà ở cũng ngon,
đó. Cái chiều dài nó rất là dài, thật sự em thích những cái thửa đất nó dài dài tí xíu, nhưng sau này người ta làm lộ lấn vô nữa, lấn hoài cũng không hết đất. Nên thửa đất 70 mét thì quá ngon rồi, thửa đất 70 mét thì làm đã lắm đó, dài thăm thẳm luôn, vuông ha, vuông dứt luôn. Cái miếng đất này thì chỗ cắt ngang 10 dài 70 thì vuông dứt hình chữ nhật, góc vuông đó, góc vuông. Cái đất này nhìn sạch đẹp rồi đó, kính thưa quý vị, nó không có cỏ nhiều tại vì đất người ta đang canh tác mà. Thì khu vực này hiện trạng đất cây lâu năm rồi nên là cũng dễ mua bán, nó cũng dễ lắm. Ở đằng sau với bên hông thấy người ta cũng có trồng tùng nè, còn ít cây sầu riêng, đằng sau có chuối. Ngày đa số ở đây sầu riêng nhiều, sầu riêng ở đây cũng còn nhiều. Những thứ đất này người ta thấy người ta trồng tùng, kinh doanh tùng cũng nhiều nữa. Thửa đất của chúng ta thì từ ngay cái mí, cái nhà tường, cái nhà nóc đó, nhọn đó, cái nhà nóc ngọn màu xám xám đó, từ cái bức tường mà tô rồi mà chưa có sơn á, hướng qua bên trái màn hình đó là 10 mét á, có mấy căn nhà nhỏ nhỏ thấp thấp nè. Thì căn nhà nhỏ như phần hình trước á, chủ đang cho thuê nên em không có quay phần mặt đất, tại vì đó có những cái cá nhân của người khác nên em không có quay video ở phần dưới đó. Chiều ngang qua là 10 mét thì ngay chỗ cái cây bằng lăng đang có bông màu tím á, đối diện cũng có một cái xưởng đó, kính thưa vị, đấy đối diện có một cái xưởng. Thì khu vực này hiện tại thì kho xưởng rất là nhiều, nó hướng trước mặt chúng ta, thì nói chung từ vị trí thửa đất chúng ta đi ra ngoài đường thì chúng ta rẽ trái là chúng ta về Mỹ Tho 23 cây số, chúng ta rẽ phải là về lại ngã tư Hưng Long. Thì đến đây thì em xin kính mời quý vị cô chú và anh chị tiếp tục theo dõi video, và em cũng xin chân thành cảm ơn quý vị cô chú và anh chị đã xem và đã đăng ký ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo nha.